Ok, chào các bạn. Hôm nay thì 30 tháng 4, một ngày mưa gió thì mình có làm một cái video. Đây là mình sẽ làm cái video hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn cái con loa Calip G6 ở trước mặt mình đây. Thì Calip G3 thì mình cũng đã làm hướng dẫn và nhiều bạn cũng đã biết đến cái con đó rồi. Nó khá là nổi tiếng với cái chất âm sạch và chi tiết, nghe được các cái dòng nhạc nhẹ nhàng cực kỳ xuất sắc rồi. Thì hôm nay cái mẫu cao hơn nó là G6 đây, trước mặt mình đây thì sẽ như thế nào? À, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cả về phần cứng, cả nghe thử luôn và cả hướng dẫn sử dụng cơ bản. Ok, trước mặt mình đây thì là con G6, nó sẽ có hai cái loa bookshelf hai bên và hai con này thì nó không cần phải 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 âm ly các bạn nhé, vì nó đã tích hợp sẵn âm ly bên trong, đồng thời cái bộ giải mã của nó cũng là bộ giải mã 24 bit 192kz cho những cái người nào mà có cái sự cầu kỳ trong âm nhạc, muốn truyền nhạc số chất lượng cao từ máy tính vào con loa này thì sẽ cắm một cái đường USB. Thì đây mình sẽ có hai loa, với mỗi loa chúng ta sẽ có hai cái driver. Hai driver này khá cao cấp, là chúng ta sẽ có một driver test kèn dạng titan, được được làm từ titan, và con này là test kèn titan với kích thước là 2,5 cm đó, và một con subwoofer ở dưới đây, và cũng làm loa thể hiện giải chung với kích thước là 16,5 cm đó. Công suất thì hai con này mỗi kênh là 100W, vì vậy là bộ này chúng ta đã có 200W công suất, với âm thanh ra tối đa là ở 106 dB, khoảng cách 1 mét đó. Thì giải tần đáp ứng của nó cũng khá ổn, là ở mức giải thấp xuống được 40Hz và giải cao lên là 20kHz. Thực ra cái giải thấp 40Hz thôi, nhưng khi các bạn nghe thực tế thì con này mình thấy nó còn xuống sâu được hơn như vậy nữa, thậm chí nó chơi được cả nhạc mạnh. Trong thiết kế cổ điển như này thôi, nhưng mình thấy nó chơi được khá nhiều thể loại nhạc, cả những cái dòng nhạc mộc mạc cổ điển, thậm chí cắm đĩa than vào chơi, và hoặc là mình chơi nhạc mạnh, nhạc trẻ vẫn rất là hay luôn. Đó. Thì tiếp đến là các cái màu sắc, thì chúng ta sẽ có màu duy nhất một màu này là màu walnut, là gỗ óc chó các bạn nhé. Thì đi kèm với cả loa thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có e căng. Đây là cái e căng của loa. E căng này nó sẽ hút 5 chân từ nhá. Đó, các bạn chỉ đặt vào nó hút này. Với logo Calip ở đây. Chất liệu thì vẫn giống con G3. Đấy. Chất liệu này rất là bền. Mình đây này, các sợi sợi rất là dai và bền, cầm rất chắc chắn. Đó là về e căng. Thế còn về các cổng kết nối đường vào thì sao? Với các cổng kết nối đường vào thì chúng ta sẽ có, trước khi đi vào các cổng kết nối thì mình nói qua về kích thước con này. Con này là 27,9 cm. Đây. Chiều cao của nó là 42,5 cm và chiều sâu này là 16,7 là 22 cm, 22 cm chiều sâu các bạn nhé. Đấy, con này là 42,5 cm. Với trọng lượng của nó thì con này khoảng 7,26 cân cho cái con loa phụ, còn cái con loa chính của nó là nặng 8,05 cân. Ok, con loa chính vì sao nó nặng hơn? Vì nó đã tích hợp cả một cái bộ xử lý ở bên trong các bạn ạ. Đây. Đây chính là con loa chính, thì con loa chính nó sẽ tích hợp bộ xử lý bên trong, vì vậy là nó sẽ nặng hơn, và đây là tất cả các cổng đầu vào của nó. Con này sử dụng nguồn điện từ 100 đến 240V cắm trực tiếp vào đây. Đó. Con ngoài ra thì nó còn hỗ trợ một cái đường phono box ở bên trong này, chúng ta có thể cắm trực tiếp đĩa than để gạt, đây gạt sang phono và cắm trực tiếp đĩa than vào đây chơi luôn. Hoặc chúng ta có thể gạt sang đường line để cắm đầu CD hay máy nghe nhạc vào đây. Một đường sub out các bạn này. Có nghĩa là ngoài ra các bạn có thể nâng cấp âm thanh thêm bằng cách là cắm thêm một cái cục loa sub trầm, loa trầm bên ngoài để tăng tiếng bass. Nhưng mà thực ra thì với những cái căn phòng mà diện tích vừa và nhỏ thì mình thấy bass con này rất là khỏe rồi, thì mình cũng chả cần phải cắm thêm sub. Đường vào âm thanh có đường vào kỹ thuật số từ máy tính cắm qua USB chuẩn B. Và có một đường cáp quang ở đây, chúng ta cắm từ TV hay các thiết bị nghe nhạc. Đó. Và vì con này chip xử lý cũng là thuộc dòng cao cấp nên nó đã hỗ trợ cho chúng ta cái đường âm thanh kỹ thuật số này. Cái đường service này chỉ để cập nhật phần mềm thôi. Một đường ground đây để tiếp tiếp mát cho cái đầu đĩa than trong trường hợp chúng ta cắm đĩa than. Đây là đường để chúng ta nối ra cái loa phụ. Hãng sẽ tặng cho chúng ta một sợi dây để nối ra loa phụ. Con này thì có Bluetooth các bạn nhé, 4 chấm và 4.2 và hỗ trợ chuẩn ATPX, là truyền tải chất lượng nhạc cao mà ít bị nén nhất. Đó. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cắm điện và
thử xem là cái khả năng âm thanh của cái con loa này như nào. Con loa này của hãng thì được hãng công bố với giá là 18 triệu, nhưng mà hiện tại bên mình đang chạy chương trình 30 tháng 4 thì cũng chỉ có hơn 15 triệu một chút thôi, thì cũng là cái chương trình đang được khuyến mại. Thì mình sẽ thử cắm điện và thử cho các bạn nhạc, một bản nhạc mạnh và một bản nhạc nhẹ, để các bạn cảm nhận là con này tiếng rất mộc mạc. Nếu nói qua về tiếng đi thì con này rất là mộc mạc, cái tiếng của nó, cái hiệu ứng stereo của nó rất là rõ ràng và tiếng rất là sạch. Đấy là đặc trưng của Calyp rồi, tiếng Calyp rất là sạch và bass của nó thì mềm và rất là có uy lực. Mặc dù là phòng của mình rất rộng nhưng mà mình thấy con này bass rất là uy lực luôn. Mình thấy thiết kế thì cổ điển nhưng mà bass rất là khỏe nhá. Và đây là gỗ thật các bạn nhé, đây không phải là gỗ ép MSC mà là gỗ thật. Gỗ này là gỗ óc chó. Đây thì mình sẽ cắm điện. Ok, đi kèm này nó sẽ tặng cho chúng ta sợi cáp quang. Có nghĩa là mình nói qua về cái phụ kiện đi kèm nhá. Con này có điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa thì có thể chỉnh được âm bass, rồi chỉnh được âm lượng, rồi chỉnh được các cái đầu vào. Và đây chúng ta sẽ có một sợi dây này tặng kèm này, một sợi dây cáp quang cũng tặng luôn, một sợi dây USB hãng cũng tặng luôn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cắm hai loa vào nhau. Thì con này cắm thì nó sẽ có nẫy của nó, nên là mình có muốn cắm sai cũng không cắm được. Thì đây, ví dụ như cái này, nó có một cái rãnh ở đây, thì rãnh này hướng lên trên và cắm vào. Sau khi các bạn cắm vào thì các bạn sẽ phải vặn cái này để cố định cái sợi dây. Đấy, ở đây có một cái ốc, mình vặn cố định sợi dây. Tương tự cái đầu còn lại đây, mình sẽ cắm sang cái loa phụ. Các bạn để ý loa phụ này nó sẽ không có cái gì phía sau cả, duy nhất một cái đường cắm này thôi. Đó, mình cũng cắm con này là đầu hướng xuống và cũng vặn cái ốc này vào. Với con loa chính thì mặt sau nó sẽ có cả một cái tấm nhôm màu đen, đó là cái tấm nhôm tản nhiệt cho bo mạch chủ luôn các bạn nhé. Ở trong nó có rất là nhiều sò khuếch đại công suất mà, nên là nó sẽ phải tản nhiệt cho những cái con sò đó. Rồi. Mình sẽ để nguyên này không đậy e căng để thử nha, cho nó đẹp. Ok, nói về mặt trước của cái loa thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Đây chúng ta sẽ có một cái lỗ màu đen, đây chính là cái đầu thu mắt đọc hồng ngoại của các cái thiết bị mà có điều khiển từ xa, nó đều có cái này. Cái này là chúng ta để chỉnh âm lượng, đây là nút vặn vô cực các bạn nhé. Và chúng ta biết được cái âm lượng nó ở bao nhiêu thì sẽ nhìn ở cái điện thoại hoặc là chúng ta nhìn ở cái đèn đây này. Khi nào mà đèn nó ngừng nháy có nghĩa nó ở chế độ max hoặc min, và khi mỗi lần chúng ta vặn thì cái đèn này nó sẽ nháy. Ok, sau khi cắm điện nguồn thì để bật công tắc loa thì chúng ta chỉ việc gạt cái con đây này, gạt cái này lên để bật loa. Đây đèn hiển thị sẽ báo ở đây. Và ở đây chúng ta có đến 5 cái đèn tương ứng với 5 cái đầu vào âm thanh. Đây đèn đầu tiên đây chúng ta sẽ có Bluetooth. Và quay cái này để chuyển đèn. Đấy, chúng ta sẽ có đèn AUX là cái đèn đường cắm 3.5 đấy. Rồi. Quay tiếp chúng ta có đèn USB. USB này để chúng ta truyền âm thanh từ máy tính các bạn nhé. Và phono là cắm đầu đĩa CD hoặc là đầu đĩa than. Và cuối cùng đây chúng ta có digital là đường cáp quang. Ok, đó là tất cả các đường vào. Thì ví dụ chúng ta truyền nhạc từ Bluetooth không dây thì chúng ta chỉ việc chuyển đèn lên cái Bluetooth này. Chúng ta ấn giữ cái nút này. Nút này vừa là vặn vừa là ấn. Ấn giữ trong vòng khoảng 4 đến 5 giây thì cái đèn này sẽ nhấp nháy. Và lúc này chúng ta chỉ việc là bật Bluetooth trên điện thoại để kết nối vào cái chiếc loa. Với cái tên là tên của cái Bluetooth này nó sẽ là Calyp The 6. Đó. Thì sau khi kết nối thì mình sẽ thử ngay nhạc cho các bạn để các bạn không phải chờ đợi thêm nữa. Chúng ta sẽ thử hai thể loại nhạc, một bài có bass khỏe một chút và một bài nhạc nhẹ nhàng. Rồi. Ok, bây giờ sẽ là một bài remix có tiếng bass một chút. Mình bắt đầu bật luôn.
đó là một cái đoạn nhạc mạnh, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái đoạn nhạc nhẹ nhàng hơn thì sẽ làm sao. Mình khẳng định với các bạn, nếu như mà để mà bỏ ra một khoản tiền là tầm 15 triệu để mua một cái bộ dàn kèm với cả âm ly nữa, mà dàn mini có được cái chất âm như thế này với công suất 200W thì mình thấy rất là khó luôn. Thì con này có chất âm rất là tốt ở cái phân khúc mà dưới 20 triệu. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhạc nhẹ. Play it on a gig once, I remember. Is the dobro in G? Yes. Chris. Joe, come on. Again. No, that's brilliant. Leave that. Keep it rolling. Okay. That's Alan Donatello's grand plan. Is the, the dobro. Is that what it called? Is the dobro in G? No. Is it G? Yes. Thì cái đoạn nhạc nhẹ vì sao cái tiếng của nó rất là sạch, cái giải cao lên rất là tốt và cái giải bass của nó rất là mềm, cái phần trung âm rất là ấm, là ở nhờ cái tiếng sạch là nhờ cái chip 24 bit được tích hợp sẵn ở trong cái bộ âm ly của loa rồi. Và cái con loa subwoofer 16.5 inch này nó làm cho cái tiếng bass của loa rất là mềm và nghe có cái độ thật của âm. Và cái đặc biệt nhất đó là chính là cái con tép kèn làm bằng titan kích thước 2.5 cm này, nó làm cho cái giải cao lên rất là leng keng, cảm giác cái tiếng nó rất là sáng. Đó là những cái mà mình cảm nhận ngay khi mình nghe con The Six này. Đó, thì các bạn có thể nghe thử ở 99 Hồ Ba Mẫu, điện tử Linh Anh của mình, hoặc là ấn kênh subscribe kênh của mình thì mình sẽ có nhiều cái video về các cái loa như thế này hơn nữa. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.